Everest Medicine nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Khoa học Sức khỏe Singapore cho phép Nefegan điều trị bệnh thận globally miễn dịch nguyên phát ở bệnh nhân người lớn. Everest Medicine là một công ty dược phẩm sinh học tập trung vào việc phát triển các loại thuốc và vaccine tiên tiến. Mới đây đã ra thông báo rằng Cơ quan Khoa học Sức khỏe Singapore HSA đã chấp thuận Nefegan để điều, điều trị bệnh thận Globulin miễn dịch nguyên phát ở người lớn có nguy cơ tiến triển bệnh. Nefegan là tên thương mại tại Singapore, còn được biết đến với tên gọi là Nefecon, là thuốc điều trị bệnh thận Globulin miễn dịch nguyên phát, đầu tiên được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chấp thuận hoàn toàn. Đây là quốc gia thứ ba sau Macau và Trung Quốc phê duyệt đơn đăng ký thuốc mới cho Nefegan. Giám đốc điều hành của Airrest Medicine tuyên bố, việc chấp thuận Nefegan tại Singapore là một cột bốc quan trọng đối với bệnh nhân mắc bệnh globulin miễn dịch nguyên phát tại Singapore và chúng tôi tiếp tục sứ mệnh mở rộng khả năng tiếp cận Nefecon trên toàn bộ các quốc gia tại châu Á, nơi mà có tỷ lệ mắc bệnh cao. Sau khi Nefecon được chấp thuận tại Trung Quốc và lưu hành thương mại tại Macau, trọng tâm của chúng tôi hiện nay là nhanh chóng mở rộng khả năng cung cấp Nefecon cho nhiều bệnh nhân hơn trong năm 2024, bao gồm cả những bệnh nhân ở Hồng Kông, Đài Loan và Hàn Quốc. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đã đánh giá Nefecon với liều 16 mg một lần một ngày so với giả dược ở bệnh nhân người trưởng thành mắc bệnh globulin miễn dịch nguyên phát đang được điều trị theo biện pháp RASI tối ưu. Thử nghiệm kéo dài 2 năm, bao gồm 9 tháng điều trị với nephecon hoặc giả dược, sau đó là 15 tháng theo dõi không sử dụng thuốc nghiên cứu. Kết thúc nghiên cứu, kết quả trung bình theo thời gian của chỉ số EGFR, mức độ lọc cầu thận ước tính trong 2 năm đã chứng minh lợi ích của ý nghĩa thống kê và lâm sàng của nephecon so với giả dược. Kết quả toàn diện trong 2 năm của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên 364 bệnh nhân đã được phân tích sâu hơn để khám phá những khác biệt tiềm ẩn trong phản ứng với liệu pháp điều trị bằng Nefecon với hai nhóm bệnh nhân là người châu Á và người châu Âu. Ở các bệnh nhân mắc bệnh thận globulin miễn dịch nguyên phát, việc điều trị bằng Nefecon 16 mg mỗi ngày trong khoảng 9 tháng đã giúp duy trì chức năng thận có ý nghĩa lâm sàng ở cả hai nhóm, bằng chứng là giảm protein niệu và ổn định mức lọc cầu thận so với giả dược. Nefecon đã được cấp bằng sáng chế, đây là một dạng budesonide giải phóng chậm qua đường uống là một corticosteroid được thiết kế để nhắm vào các tế bào beta niêm mạc có ở hồi tràng. Vào tháng 6 năm 2019, Everest Medicine đã ký một thỏa thuận cấp phép độc quyền với Caliditas, trong đó Everest Medicine được độc quyền phát triển và tiếp thị Nefecon tại Trung Quốc, Hồng Kông, Macao, Đài Loan và Singapore. Và thỏa thuận này đã được mở rộng vào tháng 3 năm 2022 để phát triển tại thị trường Hàn Quốc.